Tôi làm kết quả này tôi làm kết quả này ra như là 3.4
thì thấy thì bé chỉ có 300 từ thôi, nó giảm nha, nó rất là ít. Cho nên là nếu mà đứng trên mặt này mình thấy đứa này kết luận nó là gì, nó nói gì có thiếu xem xét. Ở mấy đứa không hỏi tôi gì lâm sàng cái này kia, ví dụ như gặp một cái da gì xét nghiệm gì đó thì em sợ em không hỏi tôi là cần khám cái gì không, không thèm hỏi luôn. Tại vì mốt mà ra rồi khi mà mình làm đứng gặp bệnh nhân này thì khi mình đã đồng ý với cái trường hợp khác không kỹ, nó không phải khi nào vô nhiều cái đứa này vô tôi nó phải vô gì thiếu máu đâu, nghe nó khen gì là nó tham sao mà hỏi em, nó chỉ vô là sốt to gì thôi thì tôi trị ổn sốt to này thì nếu bình thường tôi sẽ cho về chứ, mà tại tình cần thấy xét nghiệm thôi, không phải ca nào nó cũng thiếu máu chắc chắc là em thấy là mình đã ở lộ vô được mệt thì là những người nhà thang của mình, cái này tình cờ có hiện cái bệnh khác thấy nó hơi nhợt mình được xét nghiệm máu thôi thì nó có vấn đề. Nếu như một ca mà em cũng còn nghiệm thiếu máu thiếu sắt với thalassemia thì em cần khám thêm gì nữa hả? Vẽ mặt, vẽ mặt thalassemia tôi có hay không, rồi ok vẽ mặt thalassemia em kê dự đoán là ca này có không đó. Bé này nên nhớ nha, nó 5 tuổi rồi, tập trạng tốt á mà chưa từng có một cái tiền sử gì giống thiếu máu thì người nhà đâu biết là đất gì thiếu máu đó nha, cho nên là bạn này không có. Tại thường mà em muốn có vẻ mặt thái sinh viên thì đứa trẻ đó phải sao con sàng hoặc phải sao nó phải nghĩ nhiều, nó thiếu máu nhiều, thiếu máu kéo dài, nó thiếu máu nhiều nặng gì đó để nó mới phải sao, nghĩa là nặng cái kéo dài nha, để như vậy nó tăng xương tủy, nó tăng cấp ứng của cái xương lên, nó giãn cái xương mà tạo máu á. Vì vậy cái thằng nó nghe về bộ mặt thái sinh viên còn này không, bé này không có về bộ mặt thái sinh viên gì, em cần khám gì đó, cần hỏi và khám gì không để phân biệt thiếu máu thiếu sắt và thái sinh viên. Đúng rồi, trong thalassemia mình nhớ nha, sẽ có hội chứng gì đó, sẽ có hai hội chứng bệnh rồi đó, hội chứng gì rồi, hội chứng gì, hội chứng tán huyết và hội chứng gì nữa, hậu quả của tán huyết và hội chứng thiếu máu mạng, hội chứng tán huyết và tắc huyết mạng nữa, mình thấy là có vàng da vàng mắt rồi gì nữa, em mắt to phải không, vàng da mắt em mắt to rồi cái thằng hội chứng thiếu máu mạng nha, hội chứng thiếu máu mạng, hội chứng tắc huyết mạng thì ca này á có nhìn không có vàng, chẳng có vàng mắt gì hết, da mắt tôi sờ rất là rõ luôn, không sờ chính xác, không có to sờ rồi, nhưng mà da mắt không to, lúc mà nó tới cắn lại, lúc mà tôi hẹn đưa điện chi cho nó cũng nghĩa là sờ lại kiểu là không có to, da mắt không có to. Tiêu tiểu bình thường, tại vì sao em coi tán huyết em sẽ hỏi về em coi vàng da mặt mắt không, đúng không, coi tiểu không thì bình thường hết, da mắt không to nghĩa là không có hội chứng tán huyết mạng, không có hội chứng tán huyết mạng, không có hội chứng tán huyết mạng mà có hội chứng thiếu máu mạng. Tại vì ca này sao mức độ thiếu máu nặng mà nó sao nó tỉnh que mà chạy nhảy ra đường bình thường, nếu như mà nhìn ở ngoài biết thiếu máu thì chỉ trừ thì cái môi nó hơi nhỏ nhỏ thôi mà người nhà cũng chẳng đến, người nhà không đến. Rồi bây giờ đám cưới tư vấn làm xét nghiệm, tôi kêu là nhà đi làm xét nghiệm thêm thì tôi đồng ý thử ferritin, các bạn như vậy nha. Ferritin có thứ cái thằng bị đi là cái thằng đã từng sao với nó ở lúc bệnh nhân về rồi đi lấy cái mã dược về nhà thì ta cũng phải dạy biết thôi, và cái năm đứa là nên kiểm tra bệnh nhân điện tử chút này bữa tôi nhận kết quả sẽ chắc khoảng một tuần thôi. Nó là xét nghiệm này là ngày 1 tháng 6, 1 tháng 6 2018, còn lúc tôi lấy thì ngày mấy cả tuần sau gì mới trả cho mình đây thì mới thấy gì thấy gì đây, hemoglobin có vấn đề gì đây, có điện di rồi nha, bữa hôm học điện di rồi thì này có vấn đề gì đối với điện di này, có hemoglobin H, mình thấy hemoglobin A nó sao, A có giảm một tí xíu nha, A thì có giảm một tí xíu, F có không, F không thì có cũng nha, không thấy gì nè, nhưng mà A2 thì sao, A2 thì nếu mà A2 thì ok, để chứ đâu có chi tiết là tay tay nha. Rồi thì mình thấy là gì, A có giảm, A có giảm nhẹ thôi, nhưng mà đặc biệt mình thấy điều gì, có xuất hiện hemoglobin H thì cái này là xếp vô là gì, alpha thalassemia, alpha thalassemia. Rồi em nghĩ rồi, alpha này đó là nằm trong cái đám nào, trong đám hỏng của nhãn đứng trong cái đám mà đột biến gen đó, alpha là mấy cặp gen nhớ không, hai cặp là bốn gen, bốn gen alpha thì thằng này có khả năng nó là cái nhóm này, ủa mà nhóm nào gì nữa nó luôn chứ còn có khả năng gì đó, nó là mất mấy gen nhớ không, có hemoglobin H mất 3 gen. Rồi, mấy đứa thấy là gì? Trong cái lòng xẻ của cái alpha thalassemia. Không phải tiện
thì thấy là những nhóm này thường là phải thường truyền máu mà mình thấy đúng là cái đứa này nó sao nó tương đối cũng trễ không tới 5 tuổi đứa này có chỉ định truyền máu không thalassemia này là có thể nó dần dần và cô và tôi đã xác định nó rồi còn này là con chị là thalassemia rồi thì cái bước tiếp theo mình sẽ làm gì làm gì vậy đó thalassemia hàng đầu quan trọng nhất mọi mới chẳng có mà em sẽ làm cái gì cho nó vậy em coi nó có gì thì nó thiếu máu là chắc thiếu máu rồi đó nhưng mà thì thiếu máu rồi đó nha thiếu máu rồi nhưng mà mình làm gì cho nó tiếp theo ví dụ thì ví dụ như ca này xuất hiện ra là cầm giấy ra đưa người nhà nó sao tiếp theo là làm gì đúng rồi trời ơi đơn giản thôi thiếu máu thì con có chỉ định truyền máu không thôi đối với lần đầu của thằng sinh viên chỉ định truyền máu là phải là gì liên quan tới định gì truyền máu ca này có năm và mấy đứa nhớ nha trong cái đám mà ăn thai nè mất một gen có hai gen thì thường là trẻ sao trẻ khỏe và không cần truyền máu anh thường không đó mình thấy nhưng mà đối với các bạn này đúng là nha thay môi khác này có cái thiếu qua cái ăn thai và tương đối là trẻ này mới trễ tôi thấy đứa kém nó tương đối sớm hơn bạn này tới 5 tuổi nó mới cần truyền thì thấy là gì nè qua đây cái chuyện truyền máu là như chuyện truyền máu lần đầu đối với cái nhưng mà những lần sau thì đứa sẽ phải duy trì nó phải là duy trì để mà duy trì thì nên để cho nó sẽ lên khoảng là 30% nha trung bình là 30% đó thì ca này là 5-6 thì có chỉ định truyền máu rồi thì ca này nói chung là chỉ tư vấn cho nhà thôi chứ nó đưa kia nó đi khám mình học là để chỉ cần nhập viện thì để truyền máu nhưng mà trước khi truyền máu nó làm chuyện gì nó là chuyện gì đứa này nó có nè đè ra truyền máu liền không đè ra truyền máu liền mà ca tôi không phải kêu nhà đi truyền máu mà tôi kêu đi khám huyết học nhưng mà vô cái học thì nếu em là bác sĩ vẫn làm em cho truyền máu liền không? Con nó có cần truyền máu liền ngay bây giờ chưa? Chứ còn nó là thalassemia rồi, anh ta thalassemia rồi đúng không? Thì mình thấy là gì? Dạ, nhớ một khoảng này. Coi là nó có cái vấn đề gì đó gây thiếu máu ở thời điểm đó hay không? Thì bây giờ mình thấy là nó có kèm cái gì nhất? Nó có nhiễm trùng cái gì xong không? Tiêu trì xong, mổ hết trơn, hết sức khỏe không? Thì cái này nó còn cái gì mà mình trước khi mình truyền máu mình phải làm một cái trước khi truyền máu nó thiếu sắt đúng rồi nó có thiếu sắt ai biết được mình nâng sắt lên nó nâng lên được mức nào phải không nghĩa là mình sẽ tăng bổ sung sắt cho bạn này khi nào cái phần bên kia nó ổn luôn thì mình coi hemoglobin nó sẽ tăng được bao nhiêu nếu như nó đạt nó lên được khá mà nó được liệu mà lỡ nó lên lọt qua cái mức không cần truyền máu sao thì thôi còn không cho bé thường cái thalassemia hát thường cũng phải truyền nó mới sát khá là nhắm mạnh thì cái này hy vọng là mình bổ sắt nó lên được phần nào đó cần kiểm tra lại cái hemoglobin nó điểm mà cho nên tôi nghĩ là nếu mà ca này vẫn học cũng sẽ làm bước sẽ bổ sung sắt trước rồi mới quyết định chuyện nào sao mình đại loại là tư vấn cho mình xong cái ca này cho nên là nói với rất nhiều khi ta nó sẽ đi đến dưới với một đứa tổng trạng rất là tốt à mày tổng trạng rất là tốt nhìn ra không ai mà nghĩ nó bị bệnh nhiều máu chứ mình nhà còn cứ hỏi là tại sao nó bị bệnh này đúng không bệnh này có liên quan tới vấn đề di truyền ba mẹ nó thì có lẽ là sẽ lọt vô cái nhóm bị ba mẹ luôn ba mẹ sẽ là gì họ cái kiểu nào là kiểu nào ba mẹ sẽ mất mấy gen ủa hiểu không nhỉ sao mất nào gen ba mẹ sẽ mất hai gen một lần hoặc mất một gen gì đó phải không ba mẹ sẽ là cái loại đó chứ ba mẹ sẽ không phải thuộc ba gen thằng đó ăn ăn cái thứ nó hơi có khi nha, có khi là ta có khi đứa thấy em sẽ đi nó không thật nhỏ luôn nó hơi yếu một tí xíu thôi mà nhìn ông thủy là ông ra luôn mà con nó nói trước rồi đối với anh ta có nhìn sang điện nhi của anh luôn luôn có ra cái quả điện nhi có khi không có cái quả nha điện nhi có khi không có ra cho nên là nếu mà điện nhi không ra thì mình chẳng nói được ta nó sẽ bị không nó có nói khó cho nó cực kỳ khó cho nó điện nhi nè bình thường nha, có khi sẽ bình thường luôn, sẽ thấy một cái điện như bình thường, một cái ECV sai sao, có thể nó hơi nhỏ nhỏ và thậm chí đôi khi nó gần như bình thường thì mình nhìn thấy là nhìn họ của mình rất là khó để có nghi ngờ. Nếu thật sự có nghi ngờ thì phải làm thêm một bước khác, làm đồ kính xe này kia đó, làm anh.